Chào mừng các em đến với kênh thầy Linh. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 tuần 26, trang 87. Luyện tập lập luận giải thích. Cho đề văn, một nhà văn có nói, sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. Thì đề luyện tập hôm nay là các em sẽ giải thích cái câu nói của một nhà văn, sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Thì đầu tiên một La Mã là các em sẽ chuẩn bị ở nhà. Thứ nhất đó là chuẩn bị làm bài với cái đề trên theo các bước. Đầu tiên là các em sẽ tìm hiểu đề và tìm ý. Lập dàn bài, viết một số đoạn văn, đặc biệt là mở bài vở kết bài, ghi vào vở bài tập. Hai là gợi ý. Thì ở đây có câu hỏi là các em trả lời những câu hỏi này. Thì đề yêu cầu giải thích vấn đề gì thì các em sẽ tìm hiểu và tìm các từ then chốt ở trong đề và chỉ ra các ý quan trọng cần được giải thích. Tiếp theo là em hãy suy nghĩ về cái hình ảnh ngọn đèn sáng bất diệt, tìm ra nghĩa bóng của nó và cho biết vì sao sách lại là ngọn đèn bất diệt. Rồi tiếp theo, vì sao nói đến sách người ta liền nghĩ đến trí tuệ con người? Hãy tìm những cái ví dụ cho thấy sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ. Câu nói trên có phải là lời ca ngợi sách, tôn vinh sách hay không? Thử tìm thêm những câu nói hay khác về sách để hiểu sâu vấn đề. Và cuối cùng là nêu tình cảm thái độ của em đối với sách và với câu nói ấy. Thì đây là những cái câu hỏi gợi ý để chúng ta làm bài văn, bài viết của mình. Thì đầu tiên là các em sẽ chuẩn bị ở nhà với các bước là ở trên đây là thứ nhất là tìm hiểu đề, thứ hai là lập dàn bài và thứ ba là viết một số đoạn đặc biệt, mở bài là kết bài và ghi vào vở bài tập. Và tiếp theo phần 2 La Mã là thực hành ở trên lớp. Thì sau khi đến lớp thì các em sẽ tham gia thực hiện các bước làm bài theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Thứ hai là lắng nghe mọi ý kiến bổ sung, sửa chữa bài em đã chuẩn bị cho hoàn chỉnh. Thì ở đây có một số gợi ý cho cái phần chuẩn bị ở nhà. Thì chuẩn bị ở nhà thì ở đây là có đầu tiên là các em, bước thứ nhất là các em sẽ tìm hiểu đề và tìm ý. Thì tìm hiểu đề thì ở đây yêu cầu về nội dung, sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người. Yêu cầu về hình thức đó là văn nghị luận giải thích. Tìm ý thì tìm nghĩa của câu nói và cái quyết là giải thích các khái niệm liên hệ với thực tịch cuộc sống. Rồi tiếp theo bước thứ hai là lập dàn bài, mở bài, giới thiệu câu nói, khái quát về nội dung câu nói. Thân bài thì giải thích các từ ngữ trọng tâm của câu nói để làm rõ các luận điểm cần giải thích. Sách là ngọn đèn sáng rọi chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chuỗi tối tăm. Sách là ngọn đèn bất diệt, ngọn đèn sáng không bao giờ tắt. Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người, liên hệ thực tế. Kết bài thì các em sẽ khẳng định ý nghĩa của câu nói. Và cái phần thứ ba, bước thứ ba là viết bài và bước thứ tư đó là kiểm tra và sửa chữa lại cái bài của mình viết. Thì đây là cái phần gợi ý cho cái phần chuẩn bị ở nhà. Thứ nhất là tìm hiểu đề, thứ hai là các em lập dàn bài và bước thứ ba là các em viết bài và các em sẽ kiểm tra và sửa chữa để sau khi lên lớp thì các em sẽ làm theo sự hướng dẫn của thầy cô và sửa chữa lại cái bài của mình viết, bổ sung thêm những cái điều cần, những cái ý còn thiếu. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.